Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh chia thành 15 tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra các tụ điểm có biểu hiện hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số đề trên địa bàn huyện Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho. Qua kiểm tra phát hiện bắt quả tang một số đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá và mua bán số đề. Khám xét tại các tụ điểm cờ bạc, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một laptop, hai quyển sổ ghi chép, 24 điện thoại di động, một thẻ ATM và gần 72 triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành làm việc 19 đối tượng có liên quan. Qua làm việc, tất cả các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền thắng thua tính tới thời điểm bị lực lượng công an phát hiện là hơn 60 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tạm giữ 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.